không quay lên cho tí nữa anh em xem thôi. Mua rau rồi ăn nhiều rau rồi. Cứ bảo bà bảo bà này thì bà ấy làm gì được thì phun phun một lọc. Chắc không phun nữa, chắc không thể phải nữa. Chắc tí nữa vừa mới ở trong chết thôi.